Vâng, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, kính thưa Phó giáo sư Chiến Dụng Chi Thị Hạnh, kính thưa các thầy, các quý vị đồng nghiệp trong hội trường. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn Trung tâm Hội Hô hấp Việt Nam đã cho phép tôi trình bày báo cáo ngày hôm nay. Và phần trình bày của tôi nói về hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở người lớn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay còn gọi là hội chứng trồng lấp giữa hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở đây thì hội chứng ngừng thở khi ngủ thì có thể là có hội chứng ngừng thở tắc nghẽn, có hội chứng ngừng thở trung ương và hội chứng ngừng thở hỗn hợp. Thì hội chứng ngừng thở có gặp cả ở trẻ em và có gặp cả ở người lớn. Nhưng mà trong bài trình bày ngày hôm nay tôi chỉ trình bày về hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở người lớn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về phần nội dung trình bày, tôi xin trình bày về có 5 mục. Thứ nhất là về các khái niệm, thứ hai là dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ, thứ ba là đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, thứ tư là hậu quả của hội chứng trồng lấp giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và cuối cùng là về phần điều trị. Rất may là bài trình bày của tôi thì lại sau bài trình bày của bác sĩ Trang, cho nên là có khá là nhiều phần trùng lập, đặc biệt về các cái khái niệm. Giống như bác sĩ Trang cũng đã trình bày thì, và COPD thì là cũng khá là phổ biến. Nó là một cái tình trạng là tắc nghẽn đường thở mãn tính không hồi phục và tiến triển nặng dần lên. Nó liên quan đến các cái phản ứng viêm bất thường của phổi và nguyên nhân là do các cái phần tử và khí độc hại, và chủ yếu là do hay gặp nhất là do khói thuốc lá. Hội chứng ngừng thở khi ngủ thì được đặc trưng bởi các cái giai đoạn tắc nghẽn lặp lại của đường hô hấp trên trong khi ngủ. Nếu như tắc nghẽn hoàn toàn thì sẽ dẫn đến là ngừng thở, và nếu như tắc nghẽn không hoàn toàn dẫn đến là giảm thở. Và cả tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn thì nó sẽ có khả năng là gây ra cái giảm oxy máu trong khi ngủ, và thường là nó kết thúc bởi những cái vi thức ngắn. Về hội chứng trồng lấp của giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì lần đầu tiên được đề cập bởi Frehley từ năm 1985. Thứ hai là về dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ. COPD thì gặp trong khoảng từ 5 đến 10% dân số người lớn, còn hội chứng ngừng thở khi ngủ thì gặp khoảng 3 đến 7% ở nam giới và 2 đến 5% ở nữ giới. Hai bệnh này thì thường gặp và đồng mắc khoảng tầm 0,5 đến 1%. Những nghiên cứu ban đầu thì người ta chỉ ra rằng là có mối liên quan khá cao giữa sự kết hợp của COPD và hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên rằng là cái kết luận này thì dựa trên cái đối tượng nghiên cứu, ví dụ như ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta tìm thấy được 22%, 26 bệnh nhân, trong 26 bệnh nhân có hội chứng ngừng thở, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà gửi đến để làm chẩn đoán thì là có cái triệu chứng là buồn ngủ ban ngày quá mức. Vì vậy cho nên là cái tỷ lệ mà người ta tìm ra là 22 bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ. Sau đó thì những cái nghiên cứu về sau thì đã chỉ ra rằng là cái sự kết hợp giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trong đó thì có cái nghiên cứu Sleep Health Study năm 2003, nghiên cứu dựa trên gần 6.000 bệnh nhân, và hai là nghiên cứu Monica dựa trên đối tượng là 676 đối tượng. Thì đầu tiên đây là cái nghiên cứu của Sleep Health Study, thì người ta nghiên cứu trên, người ta chia ra làm hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối tượng mà không có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và đối tượng là có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì người ta thấy rằng là cái chỉ số IAH, tức là cái chỉ số mà giảm thở, ngừng thở, giảm thở trong cái đối tượng mà không có COPD thì lại còn thì cao hơn cái đối tượng mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Monica. Đây là người ta phân ra hai cái đối tượng, cũng là hai đối tượng nghiên cứu có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và không có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái này chỉ mang tính chất về các cái con số phân bố đối tượng nghiên cứu thôi ạ. Và trong cái nghiên cứu của Benarek này thì người ta thấy rằng là cái chỉ số IAH là cái chỉ số ngừng thở, giảm thở ở cái đối tượng mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ đơn thuần thì là cao, chiếm tỷ lệ cao nhất là 25,3. Còn đối tượng mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ kết hợp với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chiếm thì là 19,0. Về các yếu tố nguy cơ,
Thuốc lá thì như chúng ta đã biết, nó là một nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân mà phổ biến là gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ngáy thì cũng là một nguyên nhân phổ biến mà gây ra, ngáy là yếu tố nguy cơ của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ngáy thì thường gặp ở bệnh, cũng có thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thuốc lá thì không phải là yếu tố nguy cơ của ngừng thở khi ngủ, nhưng lại là yếu tố nguy cơ của ngáy. Và điều này đã được chứng minh trong một cái nghiên cứu của Franklin và cộng sự năm 2004. Thì ở trên 15.500 đối tượng nghiên cứu dựa trên các cái câu hỏi nghiên cứu, và ở những cái người mà có ngáy to, ngáy nhiều và ngáy trên 3 lần trong một tuần, thì người ta thấy rằng là cái đối tượng ngáy ở cái đối tượng mà có hút thuốc và có viện tình trạng viêm mãn tính thì là chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là tôi đi về phần trình bày về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Thì đây là một cái nghiên cứu từ năm 1995 của Sawa. Thì dựa trên những cái chiều khoảng 30 bệnh nhân, trong đó thì hút thuốc lá chiếm 90% và độ tuổi nó khoảng từ 58 cộng trừ 9, chỉ số khối cơ thể là 31, và ngoài ra thì có các cái thông số như thế này. Thì tôi thấy rằng là cái phân áp PLC là dưới 65mm thủy ngân chiếm 57%, PaCO2 trên 45mm thủy ngân chiếm 27%, và áp lực động mạch phổi thì tăng áp lực động mạch phổi thì chiếm 42%. Đặc điểm lâm sàng thì là hai cái bệnh này thì gần như là hai cái bệnh độc lập, cho nên cái dấu hiệu lâm sàng nó chính là cái dấu hiệu lâm sàng kết hợp của hai bệnh. Khó thở, COPD thì có khó thở khi gắng sức, ho, khạc đờm. Rồi tắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì có cái triệu chứng là buồn ngủ ban ngày, đau đầu quá mức, rồi giảm tập trung. Đau đầu buổi sáng, giảm tập trung. Và có thể có sự kết hợp thừa cân với béo phì ở trên cái đối tượng mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và chất lượng giấc ngủ ở những cả hai đối tượng này thì đều rất là kém. Về triệu chứng cận lâm sàng thì ta sẽ đo chức năng hô hấp. Thì có hội chứng, có rối loạn thông khí tắc nghẽn dưới 70%. Đo đa ký giấc ngủ hoặc đo đa ký hô hấp thì có chỉ số ngừng thở và giảm thở trên 5 trên giờ. Theo dõi oxy ban đêm thì thấy có hiện tượng là tụt oxy ban đêm kéo dài. Và khí máu động mạch thì có thể giảm oxy, tăng CO2, siêu âm tim thì có thể có tăng áp phổi. Và có các triệu chứng khác thì tùy theo các cái bệnh đồng mắc. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có cần phải đo đa ký chức năng, đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ cho tất cả các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không? Thì câu trả lời là không. Chỉ đo đa ký cho bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi nào mà có nghi ngờ hội chứng ngừng thở khi ngủ, hoặc là trong trường hợp mà có giảm oxy hoặc là có suy tim phải, nhưng mà cái mức độ tắc nghẽn chỉ ở mức độ trung bình thôi. Câu hỏi thứ hai là liệu có cần phải đo chức năng hô hấp cho tất cả các cái bệnh nhân bệnh phổi có hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không? Thì cái chức năng hô hấp này cũng chỉ được đo ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ, có hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, có béo phì hoặc là có khó thở khi gắng sức. Tiếp theo là đến hậu quả của hội chứng chồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và COPD. Thì trên đây là một cái sơ đồ mà người ta nói rằng để phản ánh về cái sự thay đổi hô hấp trong khi ngủ. Thì tác động của giấc ngủ sẽ làm giảm đáp ứng của tác động của giấc ngủ thì làm giảm cái đáp ứng của trung tâm hô hấp ở hành não, làm giảm đáp ứng của các cơ hô hấp và các cơ hô hấp phụ, làm tăng kháng trở của đường hô hấp trên. Còn tác động của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì lại làm ảnh hưởng đến cơ hoành, làm giảm chức năng của cơ hoành, làm tăng kháng trở của đường hô hấp trên, làm tăng khoảng chết, làm giảm oxy máu, và ngoài ra còn do các cái thuốc mà chúng ta dùng để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phối hợp với lại cả hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tất cả những cái lý do này nó sẽ làm giảm không khí phế nang, làm tăng cái bất thường về thông khí tưới máu, dẫn đến là làm giảm oxy máu ban đêm và làm ảnh hưởng giảm chất lượng giấc ngủ. Đây là một cái nghiên cứu của Benarik năm 2005. Thì người ta thấy rằng là cái SAO2 trung bình ở cái bệnh nhân mà có hội chứng chồng lấp thì là thấp hơn so với các đối tượng còn lại. Và tiếp theo là cái hình ảnh thứ hai bên cạnh thì là SAO2 giảm dưới 90%, thì trong các cái nhóm thì hội chứng ngừng thở, hội chứng chồng lấp này cũng sẽ là chiếm tỷ lệ là cao nhất.
Tiếp theo là về cái cơ chế mà gây ra các cái bệnh lý về tim mạch này thì vừa nãy bác sĩ Trang cũng đã trình bày rồi, không còn nhiều thời gian nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Về hậu quả chính của hội chứng chồng lấp, đó chính là về các cái bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy tim, giảm chất lượng giấc ngủ, và sự kết hợp của COPD và hội chứng ngừng thở khi ngủ thì sẽ gây nên cái giảm oxy máu thì tôi vừa trình bày ở bên trên. Hội chứng ngừng thở đơn thuần thì nó sẽ không gây ra tăng áp lượng với phổi. Hội chứng chồng lấp thì là nguy cơ của tăng áp lực động mạch phổi. Cuối cùng là tôi xin trình bày về phần điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ, điều trị hội chứng chồng lấp giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì điều trị chủ yếu là dựa vào điều trị thở máy không xâm nhập. Thì như chúng ta thấy rằng là cái đường thở, đây là đường thở của bệnh nhân bình thường, của người bình thường, và đường thở của bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cái lưỡi gà nó tụt ra phía sau. Thực ra thì cái cơ chế của cái tắc nghẽn này nó còn rất là nhiều, không chỉ đơn thuần là do cái lưỡi gà này, ngoài ra còn có các bất thường về hàm mặt, bất thường về các cái cơ co trong cái hầu, vùng hầu họng. Và cái thở CPAP thì làm mở, thở CPAP thì làm mở cái sự tắc nghẽn này ra và dẫn đến là có thể điều trị được về hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng là trước khi điều trị bằng CPAP và sau khi điều trị CPAP thì cái chỉ số IAH này nó thay đổi khá là nhiều và cải thiện được cái tình trạng giảm oxy máu ban đêm. Điều trị bệnh nhân thở máy không xâm nhập thì vừa nãy bác sĩ Trang cũng trình bày cái sơ đồ này rồi, nó làm giảm đợt cấp và làm tăng tỷ lệ sống sót ở những bệnh nhân mà được điều trị bằng thở máy. Vậy thì khi nào thì chọn thở máy CPAP, khi nào thì chọn BiPAP và khi nào thì phối hợp với thở oxy? Thì điều trị BiPAP thì là lựa chọn thứ hai. Nếu như mà bệnh nhân không đáp ứng với thở CPAP, nếu như có giảm oxy máu dai dẳng và nếu như mà có giảm thông khí phế nang ban ngày và thể hiện bằng cái tình trạng là tăng CO2 máu. Thở oxy ban đêm cộng với thở CPAP hoặc là BiPAP nếu như có giảm oxy máu dai dẳng. Còn thở oxy dài hạn tại nhà 15 đến 18 giờ một ngày thì cái chỉ định cũng giống như là chỉ định thở oxy dài hạn tại nhà ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thở oxy dài hạn tại nhà thì cho phép làm giảm hoặc là ổn định áp lực thất phải. Thì điều này đã được chứng minh trong một cái nghiên cứu rất là mơ. Cái sơ đồ này thì cũng thể hiện được rằng là bệnh nhân mà có thở oxy phối hợp với cả thở máy thì cái tỷ lệ sống sót thì cao hơn cái bệnh nhân mà chỉ thở oxy không thôi. Vậy thì tiến trình điều trị bệnh phổi hội chứng chồng lấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và COPD. Đầu tiên thì sau khi mà chúng ta chẩn đoán được rồi thì cho bệnh nhân thở, sau khi mà chẩn đoán được là có hội chứng chồng lấp thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở CPAP. Nếu như thở CPAP mà bệnh nhân không cải thiện, vẫn còn giảm oxy máu ban đêm dai dẳng thì chúng ta phối hợp với thở oxy. Và nếu như mà không đáp ứng với thở CPAP hoặc là CO2 cao thì chúng ta chuyển sang thở BiPAP và có thể phối hợp với thở oxy. Phần kết luận thì tôi xin trình bày có 5 cái kết luận. Thứ nhất là sự kết hợp giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hội chứng chồng lấp này là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên. Thuốc lá là yếu tố nguy cơ của COPD và ngáy nhưng không phải là yếu tố nguy cơ của hội chứng ngừng thở khi ngủ. COPD làm giảm chất lượng giấc ngủ nhưng không gây ra buồn ngủ ban ngày quá mức, và giảm oxy máu hoặc là suy tim phải hoặc tăng áp lực bệnh phổi ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ trung bình thì cần tìm hội chứng ngừng thở phối hợp. Và điều trị hội chứng chồng lấp giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hội chứng ngừng thở khi ngủ đó là thở máy không xâm nhập. Và trình bày tôi trên đây là hết. Tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.